Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với môn tiếng Việt. Bài giảng do tập thể giáo viên khối 2 trường tiểu học Lương Định Của thực hiện. Hôm nay, chúng ta tiếp tục chủ đề Bố mẹ yêu thương với bài 2 Cánh đồng của bố. Tiết 6, nói và đáp lời chia tay. Lời từ chối. Qua bài học này, cô hy vọng các em sẽ luyện tập để biết nói lời chia tay và đáp lời không đồng ý sao cho phù hợp nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hai nhiệm vụ để hoàn thành bài học ngày hôm nay nha các em. Nhiệm vụ thứ nhất, nói lời cảm ơn và lời chào của bọ rùa. Nhiệm vụ thứ hai, đóng vai để nói lời đáp của em. Bây giờ, chúng ta sẽ nói lời cảm ơn và lời chào của bọ rùa với ong, kiến, rùa, rái cá. Trước khi cùng mẹ về nhà nhé. Đây là những nhân vật rất đáng yêu trong câu chuyện Bọ rùa tìm mẹ. Các anh chị ấy đã giúp bé bọ rùa tìm mẹ rồi. Và đây là lúc chia tay. Theo các em, bọ rùa sẽ nói gì để cảm ơn và chào tạm biệt những người bạn tốt bụng của mình? Các em hãy suy nghĩ và thực hiện yêu cầu của bài nhé. Và đây là một gợi ý. Để cảm ơn ong, kiến, rùa, rái cá, bọ rùa có thể nói: em cảm ơn các anh chị đã tìm mẹ giúp em. Để chào tạm biệt, bọ rùa có thể nói: chào các anh, các chị, em về nhà nhé. Các em thấy đó, bọ rùa đã thể hiện sự chân thành biết ơn khi được giúp đỡ và lễ phép trong giao tiếp với mọi người. Đó là nét dễ thương chúng ta cần học tập ở bọ rùa đấy các em. Các em vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Cô khen tất cả các em đã tích cực tham gia bài học. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đóng vai nói lời đáp của em để hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của bài học nhé. Cô giới thiệu với các em, đây là Mai và bố. Mai là một cô bé rất ngoan và rất thích đọc sách. Ở nhà ai cũng thương Mai, đặc biệt là bố. Bố luôn cưng chiều Mai. Cùng đi mua sách là thói quen của hai cha con vào những ngày cuối tuần. Như thường lệ, hôm ấy Mai rủ bố. Bố ơi, cuối tuần này bố đưa con đi nhà sách được không ạ? Nhưng bố đã trả lời, cuối tuần này bố đi công tác rồi con ạ, để tuần sau nhé. Bây giờ, các em sẽ đóng vai là bạn Mai. Các em sẽ đáp như thế nào khi nghe bố nói như thế? Cô xin đưa ra một gợi ý. Bạn Mai có thể đáp: vâng, con chờ bố về, bố con mình sẽ đi nhà sách ạ. Các em thấy đó, dù bị từ chối nhưng bạn không hề vòi vĩnh mà rất thông cảm với công việc của bố. Thái độ của Mai, ngay cả khi đáp lời không đồng ý, cũng dễ thương quá phải không các em? Qua bài học ngày hôm nay, các em đã học được những gì? Em hãy đánh dấu tích khi em biết nói lời chia tay và lời đáp không đồng ý nhé. Chúng ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Các em hãy luôn nói năng lịch sự trong giao tiếp, đặc biệt là khi đáp những lời không đồng ý nhé. Cô chào tạm biệt các em.
Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.